Bphone 3 giá chỉ 6.990.000 đồng. Chi tiết xem tại bphone.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trước mặt các bạn đang là hai sản phẩm có hiệu năng cực kỳ cao. Ở bên tay trái của mình đó chính là chiếc điện thoại iPhone 10S Max với con chip Apple A12. Còn ở bên tay phải của mình đó chính là chiếc điện thoại Honor View 20 với con chip Kirin 980. Đây có thể coi là hai con chip mạnh mẽ nhất của hai nhà sản xuất Huawei và Apple. Hôm nay thì mình sẽ có một cái bài so sánh nhanh tốc độ giữa hai con chip này để xem là cái con chip nào nó sẽ có một cái tốc độ tốt hơn nhé. Đấy, thực ra là có một số bạn phản hồi lại là đến năm 2019 rồi mà tại sao chúng ta vẫn thực hiện những cái bài test như này, bởi vì cơ bản đó là nếu bây giờ chúng ta chơi game ở trên con chip Apple A12 cũng như là chơi game ở trên con chip Kirin 980 thì nó rất là mượt mà và chúng ta rất khó có thể lấy được ra một cái tham chiếu nào để so sánh xem là con chip nào nó có tốc độ nhỉnh hơn. Đấy, kể cả nó có nhỉnh hơn một tí ti thôi thì cũng đã là nhỉnh hơn rồi, đúng không nào? Đấy, và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng so sánh. Và mình cũng nói luôn, đấy là tất cả những cái bài so sánh, kể cả của mình hay là của những người khác, chúng ta cũng chỉ nên tham khảo mà thôi. Chứ những bài so sánh này nó không có giá trị nói rằng là à, chiếc điện thoại này nó chơi game mượt mà hơn. Đấy, đều không có. Đấy, rồi thì trước khi vào bài test, chúng ta sẽ xem là cái điểm số AnTuTu là bao nhiêu nhé. Bởi vì mình cũng đã nói luôn rồi đấy, mặc dù điểm số AnTuTu chúng ta không tin tưởng được, tuy nhiên nó vẫn là một cái tham chiếu để chúng ta có thể đưa ra để tham khảo. Đó, thì qua cái điểm số AnTuTu này, các bạn có thể thấy là cái điểm số AnTuTu ở trên cái con chip Apple A12 nó cao hơn khá nhiều so với cả ở trên con chip Kirin 980. Cái Kirin 980 thì nó rơi vào khoảng 280.000 điểm, còn Apple A12 thì nó rơi vào khoảng gần 380.000 điểm. Và khi mà chúng ta kích vào trong ấy thì chúng ta có thể thấy là cả điểm CPU cũng như là điểm GPU của con chip Apple A12 nó lớn hơn khá nhiều so với cả điểm CPU với cả GPU ở trên con chip Kirin 980. Nó thậm chí là điểm GPU gần như là nó gấp rưỡi luôn này. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi động lại hai máy nhé. Thì trước khi khởi động lại hai máy thì mình cũng cho các bạn xem luôn là chúng ta sẽ phải tắt hết đi tất cả các ứng dụng chạy ngầm. Đó, tắt hết ứng dụng chạy ngầm. Và các bạn để ý là cả hai thiết bị của mình thì bây giờ mình đang để ở chế độ máy bay nhé. Đó, bây giờ thì mình sẽ tắt đi. Rồi, hai máy khởi động lên khá là đồng đều với nhau thôi. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem là hai máy còn ứng dụng chạy ngầm hay không nhé. Đấy, hai máy thì hoàn toàn không còn bất kỳ một ứng dụng chạy ngầm nào cả. Mình nói qua một chút về mặt thông số của hai sản phẩm này. Cái sản phẩm ở bên tay trái mình, chiếc iPhone 10S Max sở hữu con chip Apple A12, RAM đi kèm theo máy sẽ là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Còn con Honor View 20 này nó sẽ sở hữu RAM 6GB. Con chip Kirin 980 và bộ nhớ trong là 128GB. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cái tựa game đầu tiên. Zombie Tsunami 1, 2, 3. Kirin 980 đã load nhanh hơn một chút. Jetpack nào, 1, 2, 3. Đấy, Kirin 980 cũng nhỉnh hơn một tí. Ninja nào, Fruit Ninja chém hoa quả. Lần này thì mình cảm thấy nó khá là đồng đều. Thực ra hình như là cái Kirin 980 này nó có nhỉnh hơn một chút xíu thì phải. Nhưng mình thấy là cái tựa game này thì nó rất là đồng đều với nhau. Rồi, đến Temprun nào. Đó, Kirin 980 cũng đã vào trước rồi. Thực ra mình cũng nói luôn cho các bạn, đấy là tất cả những cái con chip của Android thì thường là nó sẽ ép xung nhịp lên để cho cái tốc độ load game của nó được tốt hơn. Đó, còn lại thì khi chơi game ấy thì các thiết bị của Android chơi game cũng ở mức độ bình thường thôi, cũng không phải là nhỉnh hơn so với iOS đâu. Thậm chí iOS mình đánh giá là nhỉnh hơn cơ. Shadow Fire 3 nhé. Nhưng mà được cái là Android thì họ ép xung lên rất cao khi khởi động game rất nhanh luôn. Đó, ngày trước thì các cái con chip của Apple khởi động cực kỳ nhanh, nhưng bây giờ các bạn thấy đấy, các cái con chip của Android nó đã tối ưu hóa về mặt tốc độ rất khủng khiếp rồi. Rồi, nhưng các bạn có thể thấy luôn là mặc dù vào nhanh nhưng mà khi mà kích vào ứng dụng để khởi động lên ấy, thì nó vẫn có một cái độ delay nhất định. Đấy, lần này thì Kirin 980 lại nhỉnh hơn rồi. Advan 8 nào, 1, 2, 3. Các bạn thấy không? Luôn luôn khởi động ứng dụng lên thì Android nó có một độ delay nhất định.
nhưng khi ép xung nhịp lên thì nó sẽ lốt nhanh hơn. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp với Candy Crush Saga. Những tựa game nhẹ thì phản hồi rất là nhanh, nhưng mà những tựa game nặng thì nó có độ delay. Rồi, Kirin 980 lại nhìn hơn rồi. Xong quay Suffer nè. Cũng vậy. Và mình cũng nói luôn là mình đang quay hai cái sản phẩm này bằng chiếc điện thoại Galaxy S10 Plus chạy con chip Exynos 9820. Đó. Và lát nữa thôi thì mình cũng sẽ thử so sánh Exynos 9820 với cả con Kirin 980 để xem như nào nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với Traffic Rider nè. 1, 2, 3 tựa game cuối cùng. Cũng vậy. Như vậy là qua cái bài test này thì các bạn có thể thấy là cái con chip Kirin 980 nó có một cái tốc độ load nhỉnh hơn so với cái con chip Apple A12. Mình nghĩ ở đây là do cái việc nhà sản xuất đã tối ưu hóa cũng như là ép xung nhịp của con chip lên rất cao khiến cho cái tốc độ load nó nhanh như vậy. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra xem phần đa nhiệm nhé, với 6GB với 4GB xem sản phẩm nào nó sẽ nhỉnh hơn nhé. Game đầu tiên không phải load lại rồi. Mình nói thật là mình rất ghét cái cách ẩn ba cái phím điều hướng này của cái sản phẩm Kirin này đi này. Đấy, thực ra là chúng ta hoàn toàn có thể ẩn ba cái phím này đi được, nhưng mà cái kiểu vút lên để mà tìm ba cái phím điều hướng đấy để vút ra như thế nào nó rất là khó chịu luôn. Đấy. Không phải lốt lại. Thực ra bây giờ đa nhiệm nó đã, mình thấy là đã bão hòa rồi, vì RAM các nhà xuất bây giờ đưa vào nó rất là cao rồi. Chủ yếu là chúng ta để ý đến con chip thôi. Đấy, các bạn thấy không? Cái tìm cái ba cái phím đấy của con View 20 này rất là khó chịu luôn, cực kỳ khó chịu. Này, chúng ta phải tìm ở đây này. Đấy. Không phải lốt lại. Cũng vậy. Như vậy là các bạn thấy là 4GB của Apple cũng như là 6GB của Honor View 20 nó đều không phải lốt lại bất kỳ một tựa game nào cả. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể đánh giá là 4GB của Apple bằng 6GB của Android được. Đấy là điều chắc chắn là chúng ta không thể đánh giá như thế được. Mà chúng ta sẽ chỉ đánh giá là đối với Apple thì 4GB đã là quá đủ đối với chúng ta rồi. Kể cả đối với Android thì 6GB cũng đã là quá đủ rồi. Bởi vì các bạn thấy đấy, rất nhiều game ứng dụng như này bao giờ các bạn mới có thể sử dụng bình thường nhá. Quá nhiều game ứng dụng như này, đúng không nào? Đấy, vậy nên là như thế này là đủ. Còn lại về tốc độ thì mình đánh giá là con chip Kirin 980 sẽ nhỉnh hơn. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về hai sản phẩm này, và các bạn thích sản phẩm nào hơn? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.